Hello là ok, chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh của chú chó đi hai chân Bông bé bỏng xú xí sọn về miếng mồm mỉm. Thở tập trước đó mọi người, chị Hiền cùng với em Xuyên Bông và bé Thảo đã lập một cái kế hoạch để có thể ghi lại được bằng chứng của cái ông già sửa xe xấu xe này đó mọi người. Mình phải nhớ là cái gì thú này. Ông ơi, chỗ nào Thảo? Phải cái ông kia ông chị, là hãy ghi lại số khuyện quay lại hay chưa, được chưa? Chém mình, bây giờ mình sẽ để nó chậm mất chém. Hiền đang ngồi phía xa và chị Hiền đã thấy ông đuổi bé Thảo đi chỗ khác. Ông đang làm cái gì nè? Trời ơi Su ơi! Lúc này chị Hiền đã ngồi phía xa và đã dùng cái điện thoại cùng với em Su để ghi lại được hết tất cả bằng chứng việc mà ông đâm thủng lớp xe của bé Thảo đó cả nhà. Tuy nhiên, để có thể có được bằng chứng rõ ràng hơn, bây giờ chị Hiền cùng với em Su phải vào tận trong đó để chụp lại những bức ảnh cận cảnh và rõ nét. Vậy thì liệu như kế hoạch của chị Hiền, bé Thảo, em Su và em Mong có thành công hay không? Thì mời cả nhà đón xem bài tập ngày hôm nay nha. Bây giờ làm vợ cái con bé thế nào? Để các con lấy cái lựu đúng đâu? Làm nó cắm xuống. Cái gì vậy? Má tao khóc quá. Ủa? Cái tự lũng lên, cái lũ lũng. Có một hai lỗ chứ. Ai người mày lỗ cũng là lỗ, cái lỗ chè bé luôn vậy chứ. Đúng rồi. Bây giờ mà bé cái chỗ này á, là thúng tâm hồn, là thúng tâm hồn, là thúng tâm hồn. Gì? Tao cho mày thử nữa nè. Trời má, cái bố cái lỗ này mà 400 ngàn. Mình mua cái lốt có 200 ngàn nha mấy. Dạ, ổng nó chặt chém mình. Mình nghĩ chắc là chị của ai làm được cái clip mà đâm cái lốt của mình rồi. Đúng rồi cả nhà, mục đích của bé Thảo và em Bông là để cái ông này, ổng lợi dụng thời cơ, ổng chặt lụng lớp xe. Từ đó chị Hiền và em Xuân ngồi phía xa có thể ghi lại quá trình mà ổng phá lớp xe đó cả nhà. Cho nên bây giờ cái ông này ổng có đòi nhiều tiền thì bây giờ bé Thảo cũng sẽ đưa cho ổng. Ngoài ra chị Hiền cùng với em Su cũng quay lại được một cái cảnh rất là ghê gớm luôn cả nha. Bây giờ cả nhà cùng xem thử là cái cảnh đó là gì nha. Su ơi, Su có nhìn thấy không? Được rồi, chị Hiền đã ghi lại được hết bằng chứng rồi. Lần này ổng không còn gì để mà chối cãi được hết á. Trời ơi, Bông ngồi ngay chỗ đó nhưng mà Bông còn nhỏ quá mọi người. Cho nên Bông không có dám làm gì ổng hết. Ổng không dạ Bông kìa kìa. Nó không được nói gì, nó bắt Bông chạy vô đây ngay chứ. Ông nói Bông mới là không được kể cho chị Thảo biết. Bông mà kể cho chị Thảo là ông đánh Bông á cả nha. À, thì ra cái chiêu trò của ông là như vậy. Lần này chị Hiền cùng với Su, cùng với bé Thảo và Bông đã ghi lại được bằng chứng chiêu trò của ông rồi. Đó mọi người, đó là lý do tại sao mà em Bông lúc này là biết hết mọi việc. Tuy nhiên em Bông vẫn không dám lên tiếng. Thì Bông tại vì ông đi vậy Bông cả nha. Trời, sao trễ rồi, bây giờ chú sửa này cho cháu đi. Bao nhiêu tiền cháu đưa? Rồi, đồng ý đúng không? Dạ. Yeah. 400 ngàn rồi. Cháu chỗ này, tôi làm năm rồi cháu lấy. Tao nhận nó còn chịu nó. Mình nói cái gì nó còn chịu. Còn mình nó còn chịu đi. Mình lấy cái gì. Thôi mình nói có đúng trăm lấy. Bây giờ mình đẹp không lấy lửa. Mình tiếng mà còn thêm. Thế mình nói cái gì. Lúc này để chị Hiền có thể đột nhập vào đây để có thể chụp lại những hình ảnh về dụng cụ của ổng thì bây giờ biết Thảo phải tìm cách dụ ổng đi đó mọi người. Theo như kế hoạch là mình phải làm cách nào để dụ ổng đi để chị có thể vô được chụp lại bằng chứng. À, mình nhớ là mình có mang theo mấy chiếc giày của Bông. Bây giờ mình sẽ lấy cái dây của Bông, mình lấy đuôi của ổng, mình dục để cho Bông mình chạy. Mình sẽ câu cái dây vô cái đuôi của ổng để Bông lấy cái dây, mọi người lấy đuôi của ổng, Bông chạy để ổng nghĩ theo Bông và sau đó chị Hiền sẽ vô chị Hiền chụp lại hết bằng chứng mọi người. Bây giờ làm thôi. Chú, hình như cái lớp xe của cháu bên kia nó bị gì á. Chú ơi, chú xem giùm cháu ơi. Nó tệ hả thôi. Dạ. Chú ơi, chú xem đi. Một tấm bánh chứ. Bây giờ mình phải lắp cái lớp xe này nữa thôi thôi. Không biết là ổng biết nghi ngờ bé Thảo không cả nha. Mà nãy giờ ổng hỏi chuyện bé Thảo quá là nhiều luôn. Còn bé này nó nhiều chuyện ghê. Cái kia nó có bị sao đâu. Hay là nó muốn mình làm để mình lấy cái gì thôi. Bây giờ mình hứa rồi để mình lấy cái gì. Được rồi cả nha. Hiện tại á là bé Thảo phải tìm cách để mà dụ các ông đó đi mọi người. Mọi người thấy chưa?
ổng đang đứng đó ổng sửa đó, thì chị Hiền không thể neo vô để chị Hiền ghi lại được bằng chứng được, tại vì mình quay clip phía xa nó cũng rất là mờ mọi người. Bây giờ phải nhờ tới Bích Thảo phải dùng cái cánh nào đó để dụ ổng đi ra khỏi chỗ đó thì chị Hiền mới vô, chị Hiền mới chụp ảnh được. Bích Thảo ơi, Bích Thảo phải nhanh tay lên, không thôi là cái ông này phát hiện ra đó. Mau chóng cục cái dây vì cái dụng cụ của ổng đi. Được không mọi người, mình đã cúp rồi bóc. Giờ mình xử lý cái này ra cho mọi người. Dụ đồ ổng đi hay vậy? Em lấy đôi giày của bông á chị, xong rồi em cục vô đồ của ổng á, em ném lại cho bông cầm cái đó bông chạy đi. Chứ ổng tưởng là bông lấy đồ của ổng á, ổng chết hết rồi. Trời ơi, Thảo thông minh ghê cả nha. Thảo kêu bông á là lấy cái đồ của ổng chạy đi để ổng rước theo bông. Từ đó là chị Hiền mới vô đây để chị Hiền quay lại được bằng chứng cả nha. Được rồi, chị sẽ chụp lại bằng chứng. Chị đâu Thảo? Trời ơi mọi người, nghĩ sao á, cái lớp xe á mà dầm lên mà nó lủng một cái lỗ to bằng cái mắt của chị Hiền luôn đi mọi người. Trời ơi, cái ông này hồi nãy chị Hiền quay lại được là ổng chọt cái lớp xe của Thảo á. Trời ơi. Bây giờ chị Hiền sẽ chụp lại bằng chứng. Thảo cầm đi. Đây mọi người. Đúng rồi, mình phải chụp lại hết bằng chứng, chụp lại hết đồ nghề của ổng luôn cả nha. Trời, cái ông này quá trời quá đất của ổng rồi. Nghĩ sao mà cái lớp xe á mà ổng đâm thục vào đây này cả nha. Đúng rồi chị, sao mà đi được nữa. Đấy mọi người, chị Hiền đã vô và chụp lại được bằng chứng việc cái lớp xe mà ổng đâm thủng cái này cả nha. Đây chính là cái cây mà ổng dùng để cho cái lớp xe á. Hồi nãy chị Hiền có qua lại được, bây giờ chị Hiền sẽ chụp cái cây này luôn đi cả nha. Ngoài ra chị Hiền còn chụp lại được cái dụng cụ mà ổng dùng để làm thủng lớp xe đó. Thảo, chị đã chụp xong rồi. Bây giờ ổng mà quay lại á là Thảo giả bộ nhưng mình không biết gì nha. Đi xuống, núp thôi xuống. Lúc này em Bông đang câu giờ cho chị Hiền cùng với Bé Thảo đó cả nha. Em Bông lúc này đã chạy đi thật xa để ổng rút thêm em Bông để chị Hiền có nhiều thời gian hơn để vô đó chụp ảnh đó. Ừ, nghe của mình muốn nhiều tiền mà nó lấy đi đâu vậy ta? Bơm lớp xe lên là có thể về nhà rồi đó. Xong chưa chú? À, để xuống cái tổng tiền đã. 400 ngàn. Đi phân nhỏ này. Lấy đồ người của chúng là 100 đến 500. Ủa chú? Tiền tổng đi, chú hấp lên rồi. Chú ngọt quá, chú mấy cái thật của chú tổng chú muốn là 300 nữa. Mà tổng tổng là 400 ngàn. Ủa chú? Cái xe là con cháu chấp nhận là sửa 40 ngàn thì cháu chấp nhận. Chứ nghĩ sao em cháu con nhỏ chứ thay cho cháu đi chứ. Sao mà chú lỡ này chú lấy tiền gì chú? Không thấy mà chú thì cháu còn giờ thôi chết rồi. Giá thì mất mà mình phải đưa tiền cho ổng mới được. Chứ không bảo nổi con đi rồi ổng đánh lên chết. Chú bây giờ cho chuyện phải cho chú ơi, cho hết tiền mặt rồi. Chú sẵn sàng.
Bây giờ biết Thảo phải chuyển khoản cho chú thôi cả nha. Chấp nhận là đưa cho ổng 800 ngàn để bữa sau mình bắt ổng mới được. Ha ha ha, hôm nay mình túng nắng quá, có phần cái nhỏ mình lừa được. Thôi, tắt xe đây đây. Bây giờ mình phải chuyển 800 ngàn cho mà ngày mai ổng phải chuyển bắt lên đồn. Thôi, bắt đi, bắt đi. Để rồi coi, ông này bữa sau ông có còn vui vẻ như vậy được không vậy nha. Dám lấy 800 ngàn của Bí Thảo. Trời ơi, mày cũng mất tới thôi, mày không lên nữa. Mày chọn thằng, mày đứng lên, mày đứng nhậu thôi. Mất, cái thằng mất, cái con gà thôi là mình xuống nhậu một ngày nay rồi. Bây giờ mình chọn thằng năm màu chung quanh, năm bỏ năm màu chung quanh, ngày đó thì hồi dọn hàng đi vậy. Trời ơi, không ngờ mình làm được tất mưu, tất thằng được 800 ngàn luôn. Sau khi cái ông này hành nghề sửa xe cho bé Thảo thì bây giờ ông đã có tiền rồi cả nha. Bây giờ ông sẽ quay trở về nhà để tiếp tục ăn nhậu đó. Tiền thôi, mà không cần làm nhiều, chỉ cần một mối là được. Thảo kia mọi người, Thảo ơi, Thảo ơi sao rồi? Thảo ơi, Thảo, sao mà lấy hết tiền chưa vặt của em luôn? Ông lấy cụ Thảo bao nhiêu tiền? 800 ngàn. Trời ơi mọi người, sao mới đầu quá. Chị nghĩ ông nói là chỉ lấy 400 ngàn thôi mà. Chị nghĩ sao? Cái xe là đúng là 400 ngàn rồi. Cái ông nói thêm là có con bông á, nó lấy đồ là 100 ngàn. Xong rồi ông dạy, ông chạy ông dí thì ông mệt đó. Là 300 ngàn để chưa ra phải lấy ông mua thuốc bổ nữa. Trời ơi cả nhà, ông sửa xe á mà người xe quá. Cái lớp xe mua có 200 ngàn mà ông giá cái lớp xe ông lấy 800 ngàn mọi người. Nhưng mà Thảo yên tâm đi, chị đã quay được hết tất cả bằng chứng ở trong đây rồi. Bây giờ á là mình sẽ cho anh xin. Sau khi mà anh xin lên á là mình sẽ giúp ổng thôi, mình đưa ổng lên đồn rồi mình nộp bằng chứng là ổng sẽ bị công an bắt. Có thể thì đưa chị bây giờ đi chị. Ok cả nhà, bây giờ cái ông này không thể nào mà để ổng tiếp tục hành nghề sửa xe trên địa bàn mình được, tại vì á ổng đang chặt chém mấy đứa nhỏ thôi cả nhà. Bây giờ đội thám tử Vong Bé Bỏng sẽ bắt ổng và ổng lên đồn để gặp mấy chú công an để cho ổng hết cái thói là rải đinh để phá hư xe, sau đó là lấy giấy cắt củi cả nhà. Đúng rồi, ok chị. Rồi cả nha, bây giờ chị Hiền cùng với Su Bông, Bí Thảo, em Thảo và anh Sen sẽ tiến hành bắt cái ông này như cả nha. Vậy thì liệu Như có thành công bắt cái ông này để dọn lên đồn để ông nhận sự trừng phạt hay không? Thì mời cả nhà đón xem ở tập tiếp theo nha.